Bộ Tài chính vừa công bố công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lại phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 2 năm 2023. Theo đó, tổng số trích quỹ trong quý 2 năm 2023 từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023 là hơn 1.700 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ trong quý 2 năm 2023 là 5,91 tỷ đồng. Lại phát sinh trên số dư quỹ dương trong quý này là 3,23 tỷ đồng. Lại vay phát sinh trên số dư quỹ âm trong quý là hơn 2 tỷ đồng. Số dư quỹ BOJ, xăng dầu tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023 là hơn 7.400 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, việc công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lại phát sinh trên số dư quỹ BOJ, xăng dầu được Bộ thực hiện hàng quý